Những thập kỷ gần đây, quân đội Trung Quốc đã vươn lên một cách mạnh mẽ, cả về quy mô và năng lực. Đây là lời khẳng định của các chuyên gia Mỹ đăng trên tạp chí National Interest vào tháng 2 năm 2022, sau khi đất nước tỷ dân này vượt qua Nga để leo lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự Global Firepower năm 2022. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đang dần hoàn thiện mình trong các tiêu chí từ sức mạnh quân sự, tài chính cho đến khả năng hậu cần, và giờ đây họ chỉ xếp sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự trỗi dậy đó lại có phần dựa vào những hoạt động sao chép, bắt chước, thậm chí là đánh cắp công nghệ từ những quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và Nga, mặc dù chưa một lần nào Bắc Kinh lên tiếng thừa nhận điều này. Vậy những vũ khí sao chép bá đạo nào đã làm nên tiềm lực quân sự Trung Quốc? Hãy dành ra 15 phút để theo dõi video ngay sau đây của Kiến thức quân sự, bởi vì bạn sẽ phải bất ngờ với những siêu phẩm đạo nhái có mặt trong danh sách ngày hôm nay. Trong lịch sử, Trung Quốc được ghi nhận là quốc gia phát minh ra nhiều thứ quan trọng của nhân loại như thuốc súng, giấy và la bàn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bắc Kinh còn nổi tiếng hơn trong lĩnh vực nhân bản. Từ điện thoại thông minh, phim ảnh, cho đến thị trấn châu Âu y chang như thật. Hay thậm chí là cả quần áo đang mặc trên người tôi đây cũng là hàng nhái thương hiệu nổi tiếng đến từ người anh em phương Bắc. Theo giới quan sát phương Tây, thì văn hóa sao chép hay văn hóa bắt chước của Trung Quốc có nguồn gốc từ Khổng giáo. Những người theo thuyết này thường học cách lấy từ kiệt tác, sau đó cải tiến lại. Người Trung Quốc hiện đại gọi các sản phẩm này là Shanzhai, để nói về bản chất không rõ ràng, hay nói thẳng ra là hàng nhái. Các doanh nghiệp sản xuất hàng nhái giờ đây không còn trong giới hạn ở những vùng hẻo lánh thuộc các quốc gia nhỏ nữa, mà bắt đầu phủ sóng rộng hơn, được chấp nhận bởi một số chính phủ, cho phép nước khác phát triển sản phẩm và công nghệ của mình hợp pháp thông qua việc cấp phép hoặc sao chép hay qua kỹ nghệ gián điệp. Cách tiếp cận này đã cho phép Trung Quốc tận dụng tối đa để tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Một trong những ngành công nghiệp nhân bản bận rộn thu về lợi nhuận cao nhất của Bắc Kinh là sao chép sản xuất các hệ thống vũ khí phục vụ mục tiêu cải cách quân đội, tham vọng bá quyền mà từ lâu đã ngấm sâu vào máu thịt của người Trung Quốc. Để đuổi kịp với Nga và Mỹ trong công nghệ quân sự, nước này đã tiến hành nhiều hoạt động gián điệp ở nước ngoài. Giới chuyên gia quân sự cho rằng có ít nhất 5 hệ thống vũ khí trụ cột của Trung Quốc được sản xuất nhờ việc đánh cắp và sao chép khí tài của các cường quốc. Vậy chúng là những loại vũ khí nào? Sau khi Liên Xô tan rã, Nga rất cần khách hàng để vực dậy nền công nghiệp quốc phòng trì trệ. Trong khi Trung Quốc cũng tìm mua khí tài công nghệ cao sau khi bị Mỹ và châu Âu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1989. Bèo nước gặp nhau. Trong thập niên 1990, Moscow và Bắc Kinh đã ký nhiều thỏa thuận vũ khí lớn. Trong đó bao gồm hợp đồng bán, chuyển giao công nghệ và cấp phép sản xuất tiêm kích hạng nặng Su-27. Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ngoài các nước thuộc Liên Xô cũ sở hữu tiêm kích Su-27 với giá từ 30 đến 40 triệu đô la Mỹ trên một chiếc trong giai đoạn từ 1992 đến 2000. Tuy nhiên, vào năm 1995, Bắc Kinh tuyên bố không muốn mua những chiếc Su-27 lắp ráp hoàn chỉnh từ Moscow mà muốn được cấp phép tự sản xuất loại máy bay này trong nước. Hai bên đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ cho phép Trung Quốc sản xuất 200 chiến đấu cơ Su-27 mang định danh nội địa là J-11. Với điều kiện chúng phải dùng động cơ và hệ thống điện tử Nga. Nga nếm trái đắng vào năm 2004, khi hợp đồng mới thực hiện được một nửa. Sau khi lắp ráp xong 100 chiếc đầu tiên, Trung Quốc tuyên bố hủy hợp đồng 100 chiếc còn lại, lấy lý do là Su-27 không còn đáp ứng nhu cầu của họ về khả năng mang vũ khí dẫn đường chính xác. Và tất nhiên, 3 năm sau, họ bắt đầu sử dụng kỹ thuật đảo ngược, sao chép công nghệ Su-27 để tự phát triển phiên bản mới J-11B, trái với các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác sản xuất với Nga. Mẫu tiêm kích này được cho là có tới 90% bộ phận nội địa, dù Bắc Kinh luôn khẳng định J-11 không liên quan gì tới Su-27. Nhưng giới quân sự dễ dàng nhận ra sự giống nhau giữa hai dòng máy bay này. Hành động vi phạm hợp đồng đó đã ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Trung, khiến Moscow thận trọng hơn khi chuyển giao các vũ khí hiện đại cho Bắc Kinh.
khoảng 297 chiếc J-11 với các phiên bản khác nhau đang được biên chế cho cả không quân và không quân hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, thành tựu đáng tự hào nhất của không quân Trung Quốc không phải là chiếc J-11B, mà đó là tiêm kích tàng hình J-20, một trong những siêu phẩm của Bắc Kinh được nhiều chuyên gia phân tích cho rằng nó được phát triển dựa trên dữ liệu đánh cắp từ Mỹ. Vào năm 2007, các tin tặc được cho là của Trung Quốc đã tấn công mạng vào tập đoàn Lockheed Martin, đơn vị phát triển tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Đến năm 2017, tin tặc cũng tấn công các nhà thầu quốc phòng Australia tham gia dự án F-35, lấy đi nhiều thông tin về loại chiến đấu cơ tối tân này. Những bức ảnh J-20 được Bắc Kinh công bố cho thấy tiêm kích này được trang bị loạt công nghệ vốn được áp dụng trên F-35. Trong đó có tổ hợp trinh sát dẫn bắn quang điện tử EOTS nằm dưới mũi máy bay, được sử dụng phát hiện mục tiêu và dẫn đường cho vũ khí thông minh mà không cần tới radar. Giới chuyên gia nhận định, hệ thống quang điện tử của J-20 có nhiều điểm tương đồng, có khả năng là bản sao chép từ cụm EOTS trên tiêm kích F-35. J-20 còn trang bị cụm camera phân bổ khẩu độ sau mũi máy bay có thiết kế rất giống hệ thống AN-AAQ-37 trên tiêm kích F-35. Hệ thống thoát hiểm kích hoạt bằng nước biển UWARS trên tiêm kích tàng hình này cũng được sử dụng phổ biến trên nhiều tiêm kích không quân và hải quân Mỹ. Thông số kỹ thuật chính xác của chiếc J-20 không được công bố, nhưng nó được cho là có tốc độ tối đa 2.500 km/h và bán kính chiến đấu trên 1.000 km. Khoang vũ khí chính bên trong J-20 có thể chứa 4 tên lửa không đối không tầm trung, cùng 2 khoang phụ dọc sườn chứa được tổng cộng 2 tên lửa đối không tầm ngắn. Lầu Năm Góc thừa nhận rằng nỗ lực hiện đại hóa lực lượng, ngay cả khi dựa trên sao chép công nghệ của Trung Quốc, đã giúp cho không quân nước này nhanh chóng bắt kịp với phương Tây. Những khi tài đó đang làm suy giảm ưu thế trên bầu trời mà không quân Mỹ đã từng nắm giữ trong thời gian dài. Không dừng lại ở máy bay chiến đấu, mà Bắc Kinh còn tiếp tục nhắm đến con mồi ngon hơn, đó là máy bay không người lái UAV. Có thể các bạn đã biết, Trung Quốc hiện là nhà cung cấp UAV quân sự lớn nhất thế giới, do Mỹ và các nước châu Âu e dè trong xuất khẩu loại khí tài hiện đại này. Điều đó đã khiến thế giới thật sự bất ngờ khi chiếc máy bay không người lái tối tân FH-97 mà Bắc Kinh vừa giới thiệu vào năm 2021 có thiết kế với nhiều nét tương đồng với UAV trợ chiến XQ-58A Valkyrie do hãng Kratos của Mỹ phát triển. Ở đây các bạn có thể nhìn rõ những điểm giống nhau như thân hình thang để tàng hình, cánh chính vuốt nhọn, đuôi hình chữ V và khe hút gió nằm trên lưng, cũng như khoang chứa vũ khí bên trong thân với cạnh răng cửa. FH-97 được trang bị cảm biến quang điện đặt sau lớp kính màu vàng dưới mũi, loại kính tàng hình giống nắp buồng lái F-35 của Mỹ. Bắc Kinh giới thiệu ngắn gọn rằng FH-97 là UAV tầm trung và tầm xa có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Hãng sản xuất chưa công bố thông số kỹ thuật của FH-97, song mẫu UAV này dường như có kích thước tương tự XQ-58A với chiều dài hơn 9m, sải cánh hơn 8m và trọng lượng cất cánh tối đa hơn 2,7 tấn. Các kỹ sư Trung Quốc khẳng định rằng họ đảo ngược tiến trình để phân tích chứ không hề muốn sao chép ý tưởng từ Mỹ. Tuy nhiên giờ đây chiếc FH-97 lại quá giống chiếc XQ-58A, đặt ra không ít nghi ngờ về việc liệu Bắc Kinh có bắt chước sản phẩm của Hoa Kỳ hay không. Nếu điều này là thật, thì chỉ cần FH-97 có được 80-90% sức mạnh tương đương với XQ-58A thôi là Washington nên dè chừng đi là vừa. Và chúng ta phải công nhận rằng Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh nghiên cứu phát triển UAV để sử dụng trong nước và xuất khẩu. Ngoài quân đội Trung Quốc thì FH-97 còn có thể xuất khẩu. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều quốc gia ngày càng quan tâm đến XQ-58A, nhưng họ lại rất khó để mua được mẫu UAV trợ chiến này do quy định ngặt nghèo về xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ. Nhiều ý kiến cho rằng copy là một phần quan trọng của sự phát triển và mọi người đều copy lẫn nhau. Tuy nhiên trong trường hợp vũ khí Trung Quốc thì lập luận này thật sự không thuyết phục được tôi. Có thể cho rằng tất cả chủng loại vũ khí đều hoạt động giống nhau và sử dụng các nguyên tắc cơ bản, nhưng chúng đều có các chức năng, ngoại hình và yêu cầu thiết kế khác nhau tùy thuộc vào học thuyết của mỗi quốc gia. Nhưng tôi lại thấy chỉ có vũ khí của Trung Quốc là gần như giống hệt nước khác cả trong lẫn ngoài, mà đơn cử là tên lửa chống tăng HJ-12.
Bắc Kinh quảng cáo HJ-12 là tên lửa đa năng có khả năng tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc thép, xe cơ giới, các loại công sự, tàu thuyền trên sông, gần bờ và thậm chí là cả trực thăng đang bay treo đổ quân. Nhưng nhìn vào cấu tạo tổng thể thì người ta phải giật mình mà thốt lên rằng nó như là một bản sao chép hoàn hảo của tên lửa FGM-148 Javelin của Mỹ. Bạn thấy không? Toàn bộ hệ thống gồm một ống phóng kiêm ống bảo quản, một thiết bị tìm kiếm và để nhập dữ liệu mục tiêu vào tên lửa đều giống Javelin. Thậm chí là cả tính năng bắn và quyền cũng vậy. HJ-12 sử dụng đầu dò hồng ngoại tương tự như Javelin. Khi chuẩn bị bắn, xạ thủ sẽ tìm kiếm và khóa mục tiêu trên đường chữ thập của hệ thống ngắm bắn. Các dữ liệu về mục tiêu được nhập vào tên lửa và xạ thủ chỉ nhấn cò cho tên lửa rời ống phóng. Việc tìm kiếm mục tiêu do đầu dò của tên lửa đảm nhiệm và tên lửa bay đến mục tiêu theo một chế độ hoàn toàn tự động. Ở giai đoạn cuối hành trình, tên lửa bay vọt lên để lấy độ cao và tiến công mục tiêu từ phía trên, nơi thường được bảo vệ mỏng yếu nhất. HJ-12 sử dụng đầu đạn tandem, tức là sử dụng hai liều nổ lõm lắp nối tiếp, có khả năng xuyên 1.100mm thép đồng nhất. Nó có thể phá hủy những mục tiêu bọc thép kiên cố nhất. Quá khủng khiếp. Tầm bắn tối đa của tên lửa Trung Quốc là 4km. Còn trong điều kiện chiến đấu ban đêm thì nó sẽ bị giảm tầm bắn đi 1/2 do hạn chế của hệ thống quan sát quang học. Có thể nói nếu so trên thông số kỹ thuật thì HJ-12 và Javelin là 1:9:1:10. Những tưởng Trung Quốc chỉ lao tâm khổ tứ cho công cuộc nhân bản nhóm vũ khí cao cấp. Nhưng không, các loại vũ khí đại trà cũng không thoát khỏi móng vuốt của Trung Quốc. Một số món vũ khí được sử dụng rộng rãi đến mức chúng được sản xuất ngay tại những quốc gia không hề có mối liên hệ nào. Một ví dụ điển hình là series súng trường tấn công huyền thoại M16. Được quân đội Mỹ sử dụng trong hơn 50 năm, khẩu M16 sau đó đã rơi vào tay những lực lượng mà ban đầu không hề sở hữu nó, như Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam, quân du kích Philippines và hiện nay là Nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một đối thủ của Mỹ quyết định chế tạo ra khẩu M16 của riêng họ, đó chính là Trung Quốc, với phiên bản mang tên súng trường CQ-5.56. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên, nhưng thực tế là bản sao do Bắc Kinh chế tạo lại trở nên nổi tiếng vì độ bền và độ an toàn. Trong khi kẹt đạn, khối lượng nhẹ và tính hiệu quả chỉ dừng ở mức trung bình, từng là nỗi hổ thẹn của M16 Mỹ, dù này đã được khắc phục. Súng trường CQ được sao chép theo nguyên mẫu M16A1, nhưng có nhiều điểm khác biệt rất dễ nhận thấy. Các bạn hãy chú ý lên màn hình để xem chúng là gì nhé. Phần ốp lót tay của khẩu CQ có G và trông khác biệt so với ốp lót tay bằng phẳng của M16A1. Băng súng có một phần khoét ở nửa dưới, mục đích là gì thì chẳng ai rõ. Và có lẽ điều gây tò mò nhất ở khẩu CQ là việc nó sử dụng thứ trông khá giống tay cầm sau kiểu súng lục cổ điển. Ngoài ra còn có một số điểm khác biệt nữa. Súng Trung Quốc sử dụng lõi nhôm series Type 6000, nhẹ hơn nhưng yếu hơn và kháng dỉ sét kém hơn nhôm Type 7075 của M16A1. Nó cũng rẻ hơn và dễ luyện hơn. Bên trong, nòng của CQ có tỷ lệ xoắn rãnh là 12 inch trên một vòng. Rãnh xoắn được thiết kế để tạo độ xoay và tăng tính ổn định của một viên đạn khi nó bay ra khỏi nòng, và rãnh xoắn phải khớp với một loại đạn cụ thể. Trong trường hợp của CQ thì rãnh xoắn 12 inch trên vòng dành riêng cho đạn M19355 grain cũ, chứ không phải là đạn suy giáp SS10962 grain hoặc các loại đạn phổ biến hơn gần đây. Dù bạn có thể bắn được tất cả những loại đạn nói trên bằng khẩu súng này, nhưng hiệu suất đạn đạo trên đường bay sẽ bị giảm đi. Khẩu CQ được sử dụng bởi đơn vị biệt kích báo tuyết của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc và 14 quốc gia khác. Nó từng xuất hiện trong nhiều cuộc xung đột trên toàn cầu, bao gồm nội chiến Syria và Sudan. Ai đã mua nó và tại sao là một câu hỏi khác. Giống như lý do nó được tạo ra, sự phổ biến của khẩu CQ trên toàn cầu là một bí ẩn khác ẩn sau khẩu súng trường khó hiểu này. Như các bạn đã thấy, Trung Quốc không chỉ sao chép vũ khí để sử dụng trong quân đội, mà họ còn nuôi tham vọng xuất khẩu chúng ra thị trường quốc tế với giá rẻ hơn cả vũ khí của Nga. Giống như một chiếc túi sách giả, nếu chỉ bị lỗi ở chiếc khóa thì không sao, nhưng vũ khí mà nhái thì nguy hiểm biết chừng nào. Nhưng kiến thức quân sự cho rằng tất cả các loại vũ khí nhái của Trung Quốc lẫn hàng thật đều chứa đựng nhiều bất ổn về kỹ thuật.
Trong nhiều trường hợp, Bắc Kinh còn làm tốt hơn cả phương Tây. Và điều đó đã giúp cho họ có được dàn vũ khí có đủ năng lực để cạnh tranh với cường quốc Nga, Mỹ. Còn nhận định của các bạn về vấn đề sao chép vũ khí là gì? Hãy chia sẻ ý kiến của mình xuống phía bên dưới để cùng bàn luận với mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ kiến thức quân sự. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại.